Long Thể Thao xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị và các bạn khán giả thân mến. Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với video tiếp theo của mình. Như vậy là những cặp đấu tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia nữ 2024 cũng đã chính thức khép lại. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật kết quả của những cặp đấu đã qua cũng như bảng xếp hạng sau những vòng đấu đã qua nhé. Trước khi đến với những thông tin chi tiết thì Long cũng rất mong là các bạn hãy để lại cho em một nút like cũng như ấn đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Nhắc lại là các bạn hãy ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho em ạ. Em cảm ơn rất chi là nhiều. Như trận đấu đầu tiên, trận đấu giữa câu lạc bộ Hóa chất Đức Giang Lào Cai với lại câu lạc bộ Hà Nội thì cũng đã không có bất ngờ nào xảy ra khi mà đội bóng được đánh giá cao hơn đã có chiến thắng. Cụ thể chiến thắng các set như sau: 25-10, 25-19, 18-26. Qua đó, câu lạc bộ Hóa chất Đức Giang Lào Cai đã có chiến thắng chung cuộc với tỷ số là 3-0. Và ở cặp đấu thứ hai, đó chính là cặp đấu giữa câu lạc bộ đang được chờ đợi, đó là tâm điểm của vòng thi đấu ngày hôm nay, đó chính là cặp đấu giữa hai câu lạc bộ Agribank Ninh Bình và Binh Chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước. Với một tính chất quyết định sống còn đến tấm vé trụ hạng cũng như là tấm vé ngôi vô địch nên cả hai đội này đã cống hiến cho khán giả tới 5 set đấu vô cùng kịch tính. Tỷ số lần lượt là 20-25, 34-32, 22-25, 25-23 và 15-13. Qua đó thì đội bóng bản lĩnh hơn đó chính là câu lạc bộ Agribank Ninh Bình cũng đã có chiến thắng đầy nghẹt thở 3-2 trước câu lạc bộ Binh Chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước. Và qua cặp đấu cuối cùng của ngày thi đấu hôm nay đó chính là cặp đấu giữa hai câu lạc bộ Quảng Ninh với lại câu lạc bộ Thái Bình. Và kết quả cụ thể thì các xét như sau: 15-25, 25-21, 21-25 và 22-25. Chung cuộc thì câu lạc bộ bóng chuyền Quảng Ninh đã có chiến thắng 3-1 trước câu lạc bộ đến từ Thái Bình. Với ba cặp đấu đã qua thì các bạn thấy là những cặp đấu nào đã để lại cho các bạn những cái ấn tượng sâu sắc và những cái ấn tượng đẹp nhất trong cái trận đấu vừa rồi? Thì các bạn hãy đưa ra những cái nhận định của mình về trận đấu này nhé. Còn bây giờ thì mình cũng xin gửi đến toàn thể quý vị và các bạn bảng xếp hạng các vòng đấu như sau. Tất nhiên rồi, dù không thi đấu thì câu lạc bộ Thanh Hóa vẫn dẫn đầu. Xếp thứ hai là câu lạc bộ Long An, thứ ba là câu lạc bộ Agribank Ninh Bình, thứ tư là câu lạc bộ Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Và bốn đội này sẽ là bốn đội có mặt tại vòng bán kết để xác định đội lên ngôi vô địch. Trong khi đó, bốn đội nằm trong nhóm cuối bảng bao gồm Quảng Ninh, Vietinbank, Gimco Thái Bình và Hà Nội. Bốn đội này sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra hai đội có thành tích tốt nhất trụ hạng và hai đội có thành tích thấp nhất thì sẽ phải rớt hạng. Trong khi đó thì câu lạc bộ Binh Chủng Thông tin Trường Tư Bình Phước xếp ở vị trí thứ 5, vị trí chắc chắn đã nằm trong top trụ hạng. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem coi là những cái thi đấu của lịch thi đấu cụ thể như sau. Thì ngay bây giờ thì em Long cũng xin gửi đến toàn thể quý vị và các bạn lịch thi đấu cụ thể của ngày thi đấu cuối cùng của giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 24 cụ thể như sau. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi một chút xíu nhé để mình lấy ra cái lịch thi đấu để mình gửi đến cho tất cả các bạn cụ thể như sau. Các bạn chờ mình một chút xíu. Như vậy thì trong ngày thi đấu 12 tháng 11 năm 2024, ngày thi đấu áp chót cuối cùng của giải vô địch bóng chuyền nữ quốc gia 24 sẽ có hai cặp đấu được diễn ra. Đó chính là cặp đấu giữa VTV Bình Điền Long An với Hà Nội. Cặp đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 17 giờ. Và rõ ràng với những cái gì đã thể hiện trên sân thì chắc chắn VTV Bình Điền Long An sẽ không sợ gì mà bung hết sức để giữ sức cho những cái vòng đấu quyết định thứ hạng lên ngôi vô địch. Và chắc chắn thì Long An sẽ thi đấu lỏng tay so với câu lạc bộ Hà Nội, và mình cũng dự đoán rằng câu lạc bộ Hà Nội sẽ có một trận thua đầy nhanh chóng trước câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An. Nhưng mà cặp đấu thứ hai là cặp đấu giữa Vietinbank với Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Với việc Hóa chất Đức Giang Lào Cai chắc chắn đã nằm trong top 4 thì cơ hội để Vietinbank có điểm trong trận này cũng rất là lớn. Mặc dù Vietinbank có điểm hay không có điểm trong trận này thì Vietinbank cũng là một ở cái tên gây bất ngờ nhất trong cái giải bóng chuyền lần này khi phải thi đấu ở với nhóm trụ hạng. Và trận đấu giữa câu lạc bộ Vietinbank và câu lạc bộ Hóa chất Đức Giang Lào Cai, trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 20 giờ nha các bạn nhé. Đó cũng là kết quả bảng xếp hạng và lịch thi đấu của giải bóng chuyền nữ
vô địch quốc gia 2024. Mình cũng rất mong là các bạn hãy để lại cho em là một like cũng như một đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ em xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị và các bạn đấy. Xin được hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.